Hello, hello, hello everybody. Welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game gọi là con game chơi ok ha, tạm ha. Một con game nhẹ, cũng chả biết đặt nó là gì nữa. Ok, để vô xem ha. Đó, chết mà, cái này phải cài phím tắt rồi, anh em đợi heo tí nha. Rồi, cài phím tắt xong rồi thì... Ủa, phím tắt ở đâu? À, ok, đây nè. Đồ ngoại ok ha. Nói chung thì... Đồ đẹp nha, đẹp nha, đồ ngoại đẹp nha. Và kỹ năng hơi khó chơi ha. Đâu rồi, đây nè, đây nè, đây nè. Wow, wow. À, ok, ok. Game hùng dạng như là đánh đấm vậy đó anh em. Ờ, ok, ok. Đồ má có lướt luôn hả? Ghê hả? Wow. À, đây là lướt nè. Ok, ok. Mày hả bự? À, phối hợp, à chiêu phối hợp luôn. Ok, ok. Này là chơi cho những anh em máy mà yếu ha. Chơi game nhẹ nhẹ trong ngày hè nóng bức ha. Ủa lộn, ngày gần Tết nóng bức ha. Vô, đấu thêm vài trận nữa coi. Game nhẹ nha, báo trước là game này nhẹ nha. Nên đồ ngoại thì nó như vậy thôi. Bây giờ lâu lâu chúng ta phải đổi gió chứ đồ. À, kỹ năng mới anh em. Wow, hơi phí nha. Đó, wow, lọn đao hả? Gì ghê hả? Cái nổ nó ngon nha. Wow, đồ ngoại đẹp. Ủa lộn, kỹ năng đẹp. Ê, con này đồ ngoại kỹ năng đẹp hơn con hồi nãy anh em. Con hồi nãy kỹ năng xấu quá. Nè, coi nè. Đó. Cái này giống như anh tiêu của nó vậy anh em. À, có hành mana nè, đậu xanh. Có hành mana nha. Má, nãy giờ không coi là ăn cái gì đó không biết luôn rồi. Sao hướng dẫn hơi dài nhỉ? Đẹp nha. Nói chung là game nhẹ chơi ok. Và không phải H5 nha anh em. Wow, một con tướng khác hả? Con này cũng đẹp nữa nè. Có con đầu game là chơi hơi dở nha. Wow, cuồng bạo. Hôm qua là heo có up một con fairy tale đó anh em. Con đó chơi cũng được nhưng mà tiếc có cái là nó chơi trên điện thoại. Nhưng mà điện thoại cấu hình mạnh nha. Cấu hình yếu là ăn nồn đấy. Sắp hết nổ rồi. À, nổ lên cũng nhanh anh em. Nổ lên cũng nhanh chứ không phải là yếu ha. Được. Con đó nó chết chưa vậy? Hình như là nó chưa chết. Mẹ mày. Chết chưa? Ok, vậy mới chết hả? Trời ơi à. Còn hướng dẫn nữa không? Cái gì đây? Trời lắng hả? Trời nắng cũng như trời mưa. Ủa sao con này là con đầu tiên của mình mà đúng không ta? Vô. Wow, đấu với boss luôn. Ngon. Con này nhớ cái thể loại mà game bass đó anh em. À, búa tạ nè, đó. Ngồi dậy em. Ngồi dậy em. Ôi da, đông vậy. Không sao. Ghê. Đứng lên nè.
đứng lên nè, đứng lên nè. Đang đánh mà làm gì vậy? Ờ, hình như con boss. Ây da, ây da, ây da, con này khốn nha. Ô, oh, ô oh. Tí nữa thì nó cho mình về giường rồi anh em. Ô, oh, ô oh. Ok, đánh liên tục cho nó luôn. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Đó, 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 đó. Còn một miếng nữa, còn một miếng nữa. Ây da, ây da, ây da. Má ơi, 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 ơi. Má, chết rồi, chết rồi. Ừ, hết quá, vừa kịp nổ. Má, mana con này hơi yếu nha. Yếu không bằng con kia. Trời ơi. Chết luôn. Rồi, hết hướng dẫn rồi, đi vòng vòng coi. Ủa, còn nữa hả? Gì đây? Nói chuyện nhiều vậy ta. Đây là cái gì? À gớt xuống đó hả? À gớt xuống là phải bấm. Này làm gì đây ông già? À kiếm tiền hả? Mở rương đồ hả? Chù. Hết chưa? Ok hết rồi. Ủa còn nữa hả? Sao hướng dẫn nhiều vậy ta? Đây là gì đây? Đấng Haki lên cho nó hả? À chuyển chức. Chuyển chức anh em. Ok vô tinh tần vô shop để coi có cái gì ngon không. Đó, anh em thấy gì không? Phi nạp nha, mod nạp nha. Đó, bấm vô nè. Anh em muốn mua cái gì cứ bấm vô và bấm bỏ là xong, ok nha. Nhận chưa ta? Đó, nhận tiếp. Đó, nhận nữa. Ủa sao bấm nhận hoài mà nhận có được không? Đó, đợi nhận được nha, nhận được nha. Nè, đó, kim tiền lên nè nha, tiền lên nè. Đó, ngon, ngon, ngon. Cứ bấm mua là được nha anh em. Ok, ok, cứ bấm mua là nó sẽ tự động mua thôi. Được, được. Ngon lành, ngon lành. Đó, một tệ gì không biết nữa. Đây là cái shop bán đồ của đó, mình mua hết. Đó, mua tiếp. Để coi cái shop này có bán gì à. Shop này shop nạp. Ok ok, tao không cần nha. Đây, hồi nãy giờ con này được nè. Thằng này được nè, ok. Thằng này 90 mảnh hả, lấy đâu ra. Con này 400 mấy mảnh rồi nè. Thằng này là thằng men lúc đầu. Hình như thằng này nè, thằng này tuyệt chiêu ngon hơn ha. Đó, cứ hết là anh em cứ bấm mua là nó sẽ có tiếp hả? Vô tư đi, vô tư đi anh em. Trời ơi, con này là chơi giải nhiệt trong mùa hè mà. Đó, cứ vô tư, vô tư. Trời ơi, tiền bạc không thiếu. Đó, trời ơi, tiền nhiều lắm, cứ chơi đi. Đó, hết đúng không? Hết chúng ta nạp nữa. Chơi thoải mái, chơi thoải mái nha. Đó, hít cái gì thì nâng cái đó thôi. Ngon lành, ngon lành. Full đợi ha, full quà nạp, full nạp luôn. Ok, tiếp theo là cái gì đây? À, kỹ năng hả? Đó, nhiều điểm lắm. Tha hồ mà xài anh em. Trời ơi, level 38 rồi hả con? Hết cứ việc mua hả? Không muốn nạp tiền đúng không? Đâu rồi cái nạp nào mắc nhất đây? Đây nạp ngàn nè, 30 tệ phải không? Đó. Đó. Hít thì vô đây, muốn mua cái gì mua nha anh em. Thể lực hay gì đây? Mua hết. Đó. Rồi ra đánh vài trận nữa coi. Hình như thằng này đúng đó rồi, đúng đó rồi. Vô. Ok chị em mua luôn.
mày hả bự. Ơi ơi, đó đó đó, đứng về đánh với tao mày. Đâu rồi? Ủa nhanh vậy, mới vô đánh có mấy hiếp xong rồi anh em. Đó, đánh nữa thì nó sẽ lên nữa ha, và mở thêm nhiều kỹ năng đồ này nọ nữa. Gì đây, lôi cầu lôi báo gì đây? Này gì nữa hả? Shop hả? Shop hả? Ok. Lẹ đi, lẹ đi. Còn cái gì nữa đây? À, bữa ăn, bữa ăn. Ăn sáng, ăn tối, ăn trưa, ăn chiều, đồ ăn đồ. Má nó lâu thì chứ nó nói dài. Chơi game tao hù nhất là cái nó dài á. Nó dài, nó dai. Đây, phi tệ gì đây, mua hết, lấy hết. Không cần ha, mấy cái đó không cần ha. Cái này có farm 10 lần được mà đúng không ta? Đó, đó, đúng rồi, có farm 10 lần được ha. Đang quay, để cho tự nó quay 10 lần đi anh em. Rồi chủ yếu là cho chờ lên cấp con có cái gì ngon không. Ok, lên được level mấy rồi? Chả biết luôn, heo 38 rồi. Đang tính là mở thêm mấy nhân vật chứ nữa nè. Mà 90 mảnh của con này lấy ở đâu ra? Hay. Wow, con này nâng là phải có đá nữa hả? Gì ghê vậy? Á đồ. Tính ra mà không có mod này là chơi game này méo biết sao chơi luôn á anh em. Thiệt, chơi game này mà không mod là không biết làm sao mà chơi lại người ta luôn á. Á nghĩ sao mà nó đánh cỡ vậy mà hỏi sao? Rồi vô đánh trận nữa rồi chúng ta ốp video lại vừa ha. Tính tưởng đó là con game này chơi cùi lắm, ai ngờ chơi cũng được. Chơi giống chơi game bass hồi đó đó anh em. Con này đánh dở ha. Xác định là con này đánh dở nha. Dở nha, dở nha. Tao bay đứng đây đi, tao gồng là một phát, một là hết nè. Đánh dở nha, kỹ năng xấu nha. Quý công lên con này. Chịu win chưa? Rồi ha, link em sẽ để với phần dưới mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về, game khá là nhẹ ha. Và mod full hết rồi, anh em chỉ cần bấm vào muốn mua cái gì thì ví dụ như giờ cái này nè, điều rương mua nè ha, ví dụ mua 4 cái rương này, muốn mua cái gì cứ bấm vô đó, xong bỏ là chúng ta sẽ nhận được đồ đó, cứ vậy đó, mua bỏ là chúng ta sẽ mua được ha. Rồi ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Bye bye.